vụ cháy rồi. Kia, con rùa con mũi kia, xịt đi. Nếu không thì những con rùa này nó sẽ bay đi khắp nơi, nó gây bệnh cho chúng ta đó. Con mũi cũng vậy. KM Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh KM Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Các bạn ơi, các bạn cũng biết ở Nhật có rất là nhiều thiên tai. Nào là động đất nè, lũ quét, rồi sóng thần, rồi lở đất nữa. Vậy thì các bạn nhỏ người Nhật sẽ vượt qua như thế nào? Hôm nay các bạn hãy cùng với Chibi Trắng tham gia đội cứu hộ để cứu những bạn người Nhật này nha. À, đất nước Nhật đang bị động đất rồi. Chúng ta cần phải sơ tán những bạn đang ở trong trường học đi tới vùng an toàn. Các bạn ơi, đi theo Chibi Trắng kìa. Đúng rồi. Chúng ta có gì thì chúng ta cứ đội lên đầu mình để bảo vệ cái đầu. Mấy bạn khác thì dùng cái ba lô để che lên trên đầu. Lỡ có gì đụng lên đầu mình thì mình không bị nguy hiểm. À, có một bạn này đang khóc. Chắc bạn này vừa sợ quá đây. Đi theo đoàn tụi mình đi. Em nhớ lấy ba lô đội lên đầu. Rồi, đi theo nha. Đi theo cái bảng chỉ dẫn nè. Mũi tên chỉ ra đâu mình đi theo đó, để mình đi tới được vùng an toàn. Ôi em bé ơi, em bé đừng khóc. Đã có đội cứu hộ ở đây rồi. Em hãy đứng xếp hàng đi chung với mọi người đi. Chị Bì Trắng sẽ dắt em đi chung. Em nhớ lấy ba lô đội lên đầu. Dạ, em sẽ đội lên đầu liền để bảo vệ cái đầu của mình. Rồi, đi quẹo qua bên đây. Mũi tên chỉ về hướng này mà. Rồi, tới vùng an toàn rồi. Đi vô. Chào em Khỉ. Em Khỉ hãy nói mã số học sinh của em đi, để chị nhập vô máy. Để tí nữa chị còn đem thức ăn tới cho em nữa. Dạ, đây là thẻ học sinh của em đây ạ. Rồi, để chị Lucy sẽ scan vô trong máy cho em. À, em là Khỉ. Mã số của em là số này hả? À, có phải em tên là Alan không? Alan nè. Xin chào Alan. Đây là mã số của em. Được rồi, chị sẽ in một cái thẻ ra để em đeo vô cổ nha. Rồi, chị sẽ in cho em một cái thẻ hình ngôi sao. Yeah. Rồi, bây giờ chị sẽ làm một cái liều cho mấy em ở nha. Bây giờ nhà cửa mình đã bị động đất sụp hết rồi, nên bây giờ phải làm liều để ở. Đây là cái liều hình chữ A. Mình sẽ ghép các cây lại với nhau. Sau đó mình sẽ phủ cái tấm bạt lên. À, nhưng mà như vậy chưa được, gió thổi là bị sụp xuống liền. Cho nên mình phải căng bốn cái dây liều ra. Rồi mình sẽ dùng búa để mình đóng những cái cọc này xuống dưới đất cho nó chắc chắn, thì cái liều khi gió thổi nó sẽ không có bị bay. Rồi lần lượt mình cũng sẽ căng bốn cái luôn nha. Đóng cọc lại nè. Rồi xong rồi. Đã xong một cái liều rồi. À, còn đây là cái dạng liều hơi. Liều hơi này thì mắc tiền lắm nhưng mà dễ sử dụng. Chỉ cần gắn vô, sau đó mình sẽ bơm hơi vô thì cái liều nó sẽ căng lên. Vậy là đã có một cái liều để ở rồi, không cần phải lắp ghép giống hồi nãy nữa. Rồi các em ơi, đã có ba cái liều rồi. Chào ba đứa đó, mấy em vô trong đi. Yeah, có liều để ở rồi. Báo động. Ở cái nhà kho thức ăn đã có một vụ cháy rồi. Báo động. Ôi, lại có hỏa hoạn nữa rồi. Bây giờ mình phải dùng bình chữa cháy để dập tắt lửa. Các bạn có biết cách sử dụng bình chữa cháy không? Đây nè, nó có một cái chốt ngay đây nè. Mình chỉ cần lấy tay mình giật nó ra. Sau đó mình sẽ nhấn cái cần ở phía trên nha. Thì lúc này mình có thể chữa cháy được rồi đó. Đây, mình nhấn cái cần phía trên thì nó đã dập tắt được đám cháy nhỏ đây nè. Ôi, không xong rồi. Phía trong nhà kho có cháy lớn quá. Cháy lớn như vậy thì không dùng bình cứu hỏa được, phải dùng vòi rồng để xịt nước thôi. Đây. Cái chỗ này là để mình gắn cái vòi rồng vô nè mấy bạn. Chị Bì Trắng sẽ gắn cái vòi này vô. Rồi sau đó mình sẽ gắn cái trục này để mình xoay. Khi mình vặn thì nước nó sẽ được mở ra. Rồi nước chảy thôi. Cầm vòi rồng để xịt nước thôi. Đó, những đám cháy lớn thì mình sẽ dùng vòi nước này để mình xịt nha. Còn đám cháy nhỏ thì mình sẽ dùng bình cứu hỏa. Ở đất nước Nhật có rất là nhiều thiên tai luôn, tội nghiệp họ lắm.
nhưng mà họ có cách để vượt qua được hết. À, còn bây giờ á, mấy bạn nhỏ đang bị khát nước, mà nguồn nước đang bị dơ rồi, nên bây giờ Chibi Trắng phải đem nguồn nước về cho chị Lucy để chị Lucy kiểm tra, coi thử nó có an toàn hay không, rồi còn lọc nước để có nước sạch uống chứ. Nếu không có nước sạch uống là mình sẽ bị đau bụng đó. Rồi, đổ vô cái máy này để kiểm tra. Ôi, không xong rồi, nước này bị ô nhiễm, bị dơ rồi, không uống được. Bây giờ chị Lucy sẽ xử lý nó đây. Đầu tiên mình sẽ cho nước nó vô. Rồi, vô đầy trong cái máy này. Sau đó cái máy này sẽ lọc những bụi bặm và cặn bã để chỉ lấy nguồn nước sạch thôi. Rồi, ép xuống. Đó, lấy nước thôi. Còn những cái cặn bã dơ thì nó sẽ bị dính lại nè. Rồi, nước sạch rồi, nước sạch rồi. Cho vô trong máy này. Bây giờ nước đã sạch rồi. Nhưng mà mấy bạn ơi, trong nước lại có rất là nhiều con vi khuẩn. Cho nên cái máy này sẽ dùng tia cực tím để chiếu vào những con vi khuẩn, tiêu diệt nó. Nếu mình không chiếu tia cực tím vô thì mình lấy nước này mình uống, con vi khuẩn này sẽ vô bụng mình, làm cho mình bị đau bụng nè, bị tiêu chảy nè, rất là nguy hiểm luôn. Cho nên ở những vùng bị thiên tai, nguồn nước phải được xử lý sạch sẽ thì mình uống vô mình mới không bị đau bụng. Wow, tia cực tím hay quá, tiêu diệt hết vi khuẩn rồi. À, động đất xong cho nên bây giờ rác rến còn vương lại nhiều quá. Chị Bị Trắng phải dọn dẹp để sạch cho môi trường. Đó, sạch sẽ rồi. À, dọn dẹp vô. Ôi, không xong, không xong rồi. Môi trường bị ô nhiễm nên có nhiều con ruồi và con muỗi quá. Bây giờ chị Bị Trắng phải pha thuốc để xịt đá. Bỏ thuốc vô trong bình xịt. Rồi, đậy nắp lại. Mà mấy bạn biết cái bình xịt này muốn sử dụng á, mình phải bơm nó. Đây, đây, đây. Cái chỗ cái cần này nè, là mình gặt xuống là mình bơm. Mình cứ mình gặt xuống, gặt nhiều đi, mình bơm sẽ được lâu hơn. Rồi, bơm xong rồi, bây giờ đi xịt con muỗi thôi. Kìa kìa kìa, con ruồi con muỗi kìa, xịt đi, xịt đi. Nếu không thì những con ruồi này nó sẽ bay đi khắp nơi, nó gây bệnh cho chúng ta đó. Con muỗi cũng vậy, nó sẽ mang những cái bệnh truyền nhiễm, nó truyền từ người này qua người kia. Vậy là bệnh hết cả xóm luôn đó. Rồi rồi rồi, xịt hết được rồi, bây giờ phải bơm lại. Phải bơm, bơm, bơm thôi. Rồi, được rồi, được rồi, xịt tiếp, xịt tiếp. Con muỗi nè, yeah, xong rồi. Bây giờ chị Lucy sẽ hướng dẫn cho các bạn chuẩn bị một cái phòng y tế nha. Để lỡ ai có bị bệnh gì thì chị Lucy sẽ chữa trị. Đây là cái giường để nằm nè. Rồi cái máy đo tim nè. Rồi cái bình thở oxy nè. Và cái cây này để mình truyền nước biển đó. Còn mấy bạn biết trong một cái hộp đồ cá nhân thì cần có những dụng cụ gì không? Chị Lucy sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đây là cái giỏ đựng dụng cụ y tế nè. Chúng ta phải bỏ dụng cụ vô sao cho nó hợp lý nhất để mình đem được nhiều đồ nhất nha. Đây, băng keo cá nhân nè. Ơ, thuốc sát thương bây giờ mình để ở đâu đây? Sai rồi, mình phải chỉnh lại mới được. Đúng rồi, truyền qua đây. Rồi, bỏ vô. Như vậy mới đúng nè. Vậy là mình đã có một cái hộp y tế gọn gàng rồi. Rồi, tới giờ rồi. Chúng ta phải xếp hàng để nhận thức ăn, không được chen lấn. Dù mình đói bụng cách mấy mình cũng phải xếp hàng nha. Người nào tới trước thì được nhận trước, người nào tới sau thì nhận sau. Dạ, chị ơi, cho em nhận một hộp kem đánh răng. Cảm ơn ạ. Cho em một chai nước nữa. Em khát nước quá. À, cho em một hộp thịt hộp và một bịch bánh. Dạ, em cảm ơn ạ. Yeah, có đồ ăn rồi, đi về liều thôi. Dạ, cho em một cái xô để lấy nước, một cái mền để đắp, và hộp kem đánh răng với lại cái bánh rán ạ. Bánh rán mà Doraemon hay ăn á. Dạ, em cảm ơn. Rồi, mời bạn thỏ tiếp theo. Dạ, cho em một xô nước để tắm với lại kem đánh răng với lại nước.
và một hộp bánh để ăn cho đỡ đói ạ. Dạ, em cảm ơn chị Lucy. Yeah, em đi về liều đánh răng đây. Đúng rồi, xếp hàng giỏi lắm, giỏi lắm. Mời các em nhỏ tiếp theo. Chú ơi, con bị lạc ba con rồi, bây giờ con muốn tìm ba của con. Được rồi, được rồi. Đây là Chibi Trắng, chị này sẽ giúp em tìm. Rồi, bây giờ em diễn tả coi ba em là người như thế nào. Dạ, lúc đi ba em mặc cái áo màu xanh, mặc cái quần màu vàng ạ. À, như vậy đúng không? À, ba em có đeo mắt kiến hay gì không? Dạ, ba em có một cái hàng rau. Số điện thoại của ba là 134982. Rồi, 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 giỏi lắm. Bé Thỏ đã nhớ được số điện thoại của ba rồi. Vậy thì bây giờ Chibi Trắng sẽ gọi điện thoại cho Thỏ ba. Nhấn nút gọi. Alo, ai vậy ạ? Dạ, bác Thỏ ơi, ở bên đội cứu hộ Kang Channel có giữ một em bé Thỏ. Em bé Thỏ nói là muốn tìm ba. Ôi, ôi, Thỏ con của ba. Ba đi tìm con mấy hổm rồi. Yeah, đã tìm được ba cho bạn Thỏ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh Kang Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.